Kính thưa quý vị, sau 737 ngày bị giam cầm trong lao tù cộng sản, blogger Mẹ Nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã được thả và trục xuất khỏi Việt Nam. Mẹ Nắm đã đến Houston, Texas vào ngày 17 tháng 10 năm 2018 để tìm hiểu về những việc làm đã đưa Mẹ Nắm vào vòng lao lý. Anh Võ Thành Nhân đã có một cuộc phỏng vấn Mẹ Nắm tại Houston vào ngày 25 tháng 10 năm 2018. Phần 1 và phần 2 của cuộc phỏng vấn đã được phát hình hôm qua trên SBTN. Để tiếp theo, Bích Phượng cứ mời quý vị theo dõi phần cuối của cuộc phỏng vấn. Và kính thưa quý vị, chúng tôi được biết rằng khi mà có những cái câu nói, có những cái phong trào để mà vận động, có một cái ý thức để mà thay đổi đất nước của mình tốt đẹp hơn, hoặc là chúng ta phải kiện sau cái vụ Formosa đó, thì có rất là nhiều người đồng hành với lại Như Quỳnh, nhưng mà cũng có một số người không may mắn bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt nhốt ở tù hoặc là đang ở tù. Thì như vậy đó, thì khi mà đến được Hoa Kỳ rồi đó, thì Mẹ Nắm có thấy được cái một số những cái việc làm của mình hay là cái sứ mệnh của mình sẽ như thế nào đối với những người đồng hành với mình như vậy và những người đó đang bị tù đày? Vì trong cái lá thơ mà khi mà Mẹ Nắm gửi ra để mà cảm ơn đồng hương sau khi Mẹ Nắm đến Hoa Kỳ có 1-2 ngày thôi, thì trong đó có thấy tới nhắc tới hai người tù, mà đó là người nữ là Nguyễn Đặng Minh Mẫn và chị Trần Thị Nga, tức là Thúy Nga đó. Dạ. Thì Mẹ Nắm có thể giải thích thêm cái sứ mệnh của mình trong tương lai, hoặc là cái ao ước của mình có thể làm được cái điều gì cho những người tù nhân đó? Quỳnh không có muốn dùng cái từ sứ mệnh ở đây, tại vì sứ mệnh thì nó chỉ là của một mình Quỳnh thôi. Mà tự Quỳnh muốn đó là nhiệm vụ của Quỳnh sau khi Quỳnh được tự do, thì bằng tất cả những cái may mắn, những cái gì tốt đẹp nhất mà mọi người đã dành cho Quỳnh để đưa Quỳnh ra được đây, thì Quỳnh cũng sẽ đem lại cái may mắn và nỗ lực hết sức của mình để đem những người còn lại được tự do. Lý do nhắc đến chị Trần Thị Nga và Nguyễn Đặng Minh Mẫn là bởi vì chị Trần Thị Nga có hai con nhỏ giống trường hợp của Quỳnh. Còn Mẫn thì lại là một người ở quá lâu, một người ở trong tù quá lâu, và vì Quỳnh ở chung với Mẫn 10 tháng, 9-10 tháng, thì cái cuộc sống trong tù nó rất là cơ cực, và nó mặc dù là mình nhìn bên ngoài có thể nó không có vất vả, nhưng mà nó căng thẳng về mặt thần kinh, và nó có những cái đối xử khắc nghiệt mà Quỳnh nghĩ chỉ có cái người ở trong tù mới hiểu rằng là đó là đời sống tù đầy, và đó là những cái đòn thù, đó là những cái trò bẩn của Cộng sản. Thì Quỳnh sẽ tiếp tục cái phần việc còn lại để tất cả mọi người đang bị ở trong tù có cơ hội được tự do như Quỳnh. Nhưng mà đối với lại Như Quỳnh đó, là những ngày ở tù cũng là những cái ngày thử thách của mình nhiều nhất đối với vấn đề tâm linh và đối với lại cái sức mạnh về thể xác của mình. Thì qua cái thời gian như vậy đó, thì 737 ngày mà Quỳnh bị ở tù đó, thì Quỳnh có một cái chia sẻ gì, mà cái nghị lực gì, cái sức mạnh gì mà giữ Quỳnh cho đến ngày hôm nay vẫn còn vững vàng để mà có thể những ngày sắp tới sẵn sàng dấn thân trong vấn đề đấu tranh cho một cái sự thay đổi của đất nước Việt Nam? Dạ, về kinh nghiệm thì về mặt sức khỏe thì đừng bao giờ bỏ tập thể dục. Tại vì đến bây giờ Quỳnh mới biết là sức khỏe rất là đáng quý. Mặc dù mình đã rất là cố gắng và giữ chế độ ăn uống, vì ở trong tù họ sẽ ép mình ăn cơm bằng mọi cách thôi, khéo léo, rồi dụ, rồi dọa, rồi nạt. Cái việc mà mình bị nhốt quá lâu, không được vận động, mà mình ăn quá nhiều cơm, quá nhiều tinh bột, nó không có tốt cho sức khỏe của mình là một. Cái thứ hai nữa là nếu mình ngừng tập thể dục, cơ thể mình nó sẽ không được minh mẫn. Cái đó là về mặt vật lý, về mặt bên ngoài. Còn về mặt tinh thần thì Quỳnh nghĩ kinh nghiệm của Quỳnh chỉ là cầu nguyện và phó thác mọi việc vào tay Chúa, bởi vì Quỳnh là người Công giáo. Nếu mà mình không phải là người Công giáo thì chỉ cần mình có đức tin và mình có niềm tin vào những gì mình đã làm, mình không bao giờ cô đơn hết. Anh chị em bên ngoài bằng cách này hay cách khác vẫn đang nỗ lực miệt mài tranh đấu cho mình. Giữ cái điều đó để giữ vững tư thế của mình ở trong tù, giữ vững tinh thần của mình trước mỗi cuộc đấu tranh tư tưởng, trước mỗi cuộc làm việc với công an, thì Quỳnh nghĩ nó sẽ giữ mình không có bị tụt lại, cũng giữ mình không có bị trầm cảm.
Nhưng mà cái vấn đề vệ sinh ở trong nhà tù cộng sản đối với phụ nữ rất là thê thảm, tàn tệ lắm. Quỳnh bị nhốt riêng, không có chung với các cái khu, tức là ở trong đó người ta gọi là khu, là một một buồng giam khoảng 40 50 người, thì những người đi trước đây cách đây 3 4 năm thì sẽ bị nhốt chung như vậy. Nhốt chung như vậy nó có cái lợi mà nó cũng có cái hại. Vì cái khu giam riêng dưới này là ở trại giam số 5 Thanh Hóa, họ chỉ mới xây năm 2014 thôi. Và thực sự Quỳnh cảm thấy nó không có một chút riêng tư nào hết, vì cái cửa ở đây là phòng giam nữ, mà cái cửa buồng giam thì họ thiết kế làm sao mà anh chỉ cần bước tới cái cửa ngoài chứ không phải là cái door, cái cửa ngoài thì anh đã nhìn thấy hết toàn bộ. Và cái nhà vệ sinh nó không có riêng với cái chỗ anh ngủ, tức là chỗ anh ngủ ở đây, chỗ anh ngủ ở đây rồi đến cái nhà vệ sinh. Nó điều kiện nước thì cái nguồn nước rất là kinh khủng, cái nguồn nước nước giếng họ sẽ bơm lên, họ họ bơm nước giếng lên cho mình tắm giặt. Và khi Quỳnh có cơ hội Quỳnh ra ngoài, Quỳnh nhìn cái giếng nước của Quỳnh cảm thấy nó, anh không mường tượng được là cái giếng nước nó rất là kinh khủng. Thì mình bị dị ứng da rồi cảm giác là nó rất là ngứa ngáy. Thì mình ý kiến với họ thì họ nó có nói là họ giải thích theo kiểu rất khéo léo, đây là mạch nước ngang, chỗ này trời mưa xuống nó sẽ như vậy. Nhưng mà không phải, vì khi mà ngày Quốc Khánh họ mở cửa mình đi ra ngoài á, Quỳnh kiểm tra một số cái giếng khác thì nó không phải như vậy. Chỉ riêng cái khu tù nhân chính trị là cái nước giếng nó đục đục nhờ nhờ, mà nói chung nó rất là khó tưởng tượng. Tức là sống giữa vệ sinh thì rất là, tức là mình cũng phải tranh đấu nhiều thêm để cho cộng Dạ sản đúng rồi. họ bảo vệ Và thực những người sự tù nữ của mình. cái mong muốn của Quỳnh hay Mẫn hay những người ở trong trại giam số 5 Thanh Hóa thật là làm sao có một cuộc kiểm tra, một cuộc đi khảo sát hay là một cuộc coi ngó mà có thể vào bên trong cái nhà giam, tức là nó có một cái cửa rất lớn, anh phải vào được bên đó anh mới biết đời sống thực sự của những người tù. Vì Quỳnh ở đó 10 tháng, họ luôn luôn nói là có đoàn này kiểm tra, đoàn kia kiểm tra, nhưng mà cái đoàn đó thứ nhất là đoàn của công an, cái thứ hai là đoàn của viện kiểm sát. Nhưng Quỳnh chưa thấy bóng dáng một người nào đến kiểm tra hết, họ đi đâu bên ngoài thì mình không biết. Và một điều đặc biệt là tất cả các cuộc kiểm tra đều được báo trước để chuẩn bị dọn dẹp dọn, rồi những người bệnh thì sẽ đi đưa đi chỗ khác, mình không có biết trước được, không có một cái cuộc kiểm tra nào độc lập hết. Kính thưa vị, chúng tôi được biết rằng khi mà một người tù nhân lương tâm mà được thả đó thì cũng có rất là nhiều người tranh đấu. Đặc biệt người Việt chúng ta, bên cạnh sự tranh đấu của chúng ta thì còn có người ngoại quốc, và riêng Quốc hội Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao cũng có dự phần để mà tranh đấu để mà cho mẹ Nấm có được ngày hôm nay ở tại Hoa Kỳ. Thì cũng xin hỏi mẹ Nấm rằng là trong tương lai có những cái dự định gì mà mẹ Nấm có thể đến Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hay là tiếp xúc với lại Quốc hội Hoa Kỳ trong tương lai, đặc biệt những cái cơ quan bên cạnh đó là giống như là Freedom House hay là Human Rights Watch hay là GBJ, thì mẹ Nấm có cái dự định gì hay không? Dạ, với cái sự lên tiếng của cộng đồng quốc tế, ngoài các cái tổ chức phi chính phủ, một số cái tổ chức như The NFT International, Freedom House, CBJ, thì đó là những nơi mà Quỳnh muốn đến. Ngoài cái việc cảm ơn họ đã nỗ lực vận động cho mình thì còn muốn cảnh báo họ về những người còn ở lại và những người thực sự muốn tự do. Và trong tháng 11 đến thì có lẽ Quỳnh sẽ đến Washington DC. Ngoài việc gặp Quốc hội thì Quỳnh cũng mong muốn là được gặp tất cả các Đồng đồng hương. bào, đồng hương ở DC, để ngoài cái việc cảm ơn mọi người đã góp sức thì cũng mong mọi người tiếp tục tranh đấu cho những người như chị Trần Thị Nga, như em Nguyễn Đặng Minh Mẫn. Xin được cảm ơn người Như Quỳnh. Kính thưa vị, chương trình phỏng vấn đặc biệt của chúng tôi tại phòng thu hình của Sài Gòn 51.3, Sài Gòn Network 51.3 tại studio. Chúng tôi xin được cảm ơn anh Vũ, anh Hà, đặc biệt luật sư Thơm Hoàng đã cho chúng tôi có cơ hội để mà thực hiện cái cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Xin được cảm ơn, và đặc biệt cảm ơn mẹ Nấm. Chúc mẹ Nấm có những ngày sắp tới thật là an lành. Con của mẹ Nấm sẽ được đi học. Mẹ của mẹ Nấm sẽ có nhiều sức khỏe để mà tiếp tục lo cho các cháu của mình. Dạ. Và hy vọng mẹ Nấm sẽ có được một cái con đường mở rộng để mà đấu tranh, để mà lên tiếng cho những cái người bạn tù của mình, hoặc là những người ở trong nước đang thiết tha với lại một cái đất nước cần phải thay đổi. Dạ, xin cảm ơn anh Nhân và xin cảm ơn tất cả mọi người.
cũng mong là tất cả mọi người tiếp tục nâng đỡ, hỗ trợ không chỉ riêng Quỳnh mà còn tất cả những anh em khác đang còn bị kẹt lại ạ. Kính thưa quý vị, được biết nhóm thân hữu blogger Mẹ Nắm vùng Hoạch Trình Đốn tổ chức buổi gặp gỡ thân mật với Mẹ Nắm vào lúc 2 giờ trưa thứ Bảy, ngày 17 tháng 11, 2018 tại Providence Recreation Center, 7525 Morse Drive, Fortress, Virginia 22042. Cơ hội để Mẹ Nắm trực tiếp cảm ơn cộng đồng Việt Nam, quý đồng hương, các hội đoàn, các em học sinh trường Việt ngữ Thăng Long và giáo xứ Mẹ Việt Nam đã từng viết thư lên tiếng tranh đấu cho Mẹ Nắm được trả tự do khi Mẹ Nắm bị cầm tù với bản án 10 năm bởi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Kính mời quý đồng hương tham dự. Kính thưa quý vị, bản tin Hoạch Tình Đốn tối hôm nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc với ban biên tập SBTN DC xin email về washingtondc@sbtn.tv. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bích Phượng kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.